Vâng, chào mừng quý chị nhà đầu tư quay trở lại với series phân tích cổ phiếu cùng em Hiếu anh chị nhé. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích một cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản, đó là cổ phiếu đất xanh anh chị, DXG. Thì trước khi vào nội dung chính của video thì anh chị có thể là cho em Hiếu một like cũng như là một bình luận quả tim để chúng ta tăng cái sự tương tác với nhau nha anh chị. Và em Hiếu có một cái room Zalo cộng đồng em để lại ở dưới phần bình luận nhé, anh chị có thể tham gia vào đấy để chúng ta trao đổi phân tích về những mã cổ phiếu, và anh chị cần em hỗ trợ gì thì cứ vào room thì nhắn tin để em sẽ hỗ trợ anh chị nha. Ok, thì chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính của video hôm nay. Chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu đất xanh. Thì đầu tiên chúng ta nhìn vào trạng thái đồ thị tổng quan, trạng thái đồ thị của cổ phiếu này, chúng ta thấy là hiện tại thì nó đang có một nền tảng tích lũy phẳng ở đây đúng không ạ? Cũng khá là lâu rồi, nó từ tháng 11 như gì đến bây giờ là đôi 4 tháng rồi. Thì với một cái nền tảng tích lũy khoảng 4 tháng như vậy thì đương nhiên chúng ta biết là quá trình gom hàng của tổ chức này đã có, anh chị nhìn đúng không ạ, kiệt khối lượng này, có nghĩa là không còn nguồn cung ở đây nữa, và bắt đầu những phiên ở đây bắt đầu có dòng tiền bắt đầu trở lại. Thì với một cái nền tảng như này thì chúng ta thấy là dư địa tăng của nó sẽ còn rất nhiều, và với những cái vùng đỉnh gần đây của nó thì chúng ta thấy là nó sẽ vượt qua nhé. Đấy, dư địa của ta có thể là 50, từ cái nền này đi lên khoảng 50 và có thể là 100% đối với nhóm ngành bất động sản khi mà dòng tiền đầu cơ bắt đầu có tín hiệu quay trở lại đúng không ạ? Đấy, bởi vì sao? Chúng ta biết chúng ta sẽ dựa vào những vùng quá khứ trước đấy của nó, và khi mà nó có xuất hiện cái nền tảng phẳng ấy xin lỗi anh chị, một khi nó xuất hiện một cái nền tảng phẳng anh chị đấy, thì quá trình đi lên của nó giai đoạn trước này cũng phải ít nhất là, anh chị để ý nhá, từ một nền tảng đây ấy nó rơi vào 66% đấy ở cái giai đoạn nhé. Giai đoạn này là 6 ngành của chứng khoán thì nhé, không phải 6 ngành bất động sản mà nó chạy được khoảng 66%. Ở giai đoạn này chúng ta thấy là bắt đầu có tín hiệu có 6 ngành bất động sản, thì với những cổ phiếu này bất động sản này nó có thể dư địa nó có thể cao hơn nhé. Đấy, không chỉ 66% đâu, có thể là 100%. Đương nhiên quá trình đi lên những cái vùng target của chúng ta vừa đặt ra thì nó sẽ có những sự rung lắc đấy, thì lát nữa chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về quá trình những cái vùng kháng cự ngắn hạn của nó nhé. Anh chị nhìn về khung tuần một chút đúng không ạ? Khung tuần này tại chúng ta thấy là phía trên khá là thông thoáng. Họ sau một cái nhịp tích lũy này cũng kiệt khối lượng, bắt đầu chúng ta thấy là vốn bắt đầu vào đúng không ạ? Đấy, có dòng tiền bắt đầu vào. Thì với những dòng tiền này anh chị nhìn khung tuần này phía trên thông thoáng, thì target của khung tuần trước mắt là chúng ta có thể là về đến 26 nhé. Đấy, vượt 26 thì chúng ta sẽ hướng đến vùng cao hơn. Đấy, vùng có thể vùng 40, vùng đỉnh cũ ở đây. Đấy, thì đây là một quá trình khá là dài đấy. Thì đây về mặt nghiêng, về mặt trung và dài hạn này nhé. Cho nên anh chị nào mà đánh trung và dài hạn thì giai đoạn này là giai đoạn gom hàng của DG đấy, chúng ta sẽ gom từng chút một. Còn anh chị nào đánh theo dòng tiền ấy thì đoạn này, đoạn trước này chúng ta đánh, chúng ta tham gia ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy là cầm khá lâu không có lợi nhuận đâu ạ. Tuy nhiên dòng này, giai đoạn này bắt đầu có dòng tiền vào nhé. Đấy, chúng ta thấy MACD bắt đầu cắt lên và vượt lên không nhé. Đấy, thì mọi tín hiệu hiện tại thì đang cho thấy là một cái tiềm năng khá là tích cực, tiềm tăng khá là lớn đối với cổ phiếu DXG này. Cho nên là đây là một cổ phiếu chúng ta có thể đáng chú ý được nhé. Đấy. Còn về mặt ngắn hạn hơn, chúng ta thấy là hiện tại nó đang có một cái vùng đỉnh cũ ở đây, là cái vùng đỉnh của cái vùng trend trăng này, là cái vùng tích lũy. Thì nó đang có nhịp test lại nhé, test lại. Thì với những vùng đỉnh ngắn này ở đây quanh vùng 20 này, 22 này thì em nghĩ nó sẽ vượt được nhé. Cho nên là việc mà anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này về mặt ngắn hạn thì chúng ta sẽ canh những cái vùng trên này, chúng ta sẽ chốt lời nhé. Chốt lời một phần này, 1/3 chẳng hạn, ở cái vùng 22 này lên đây chúng ta sẽ chốt thêm 1/3 nữa cũng được nhé, bảo toàn cái lợi nhuận. Còn với những chị nào đánh trung hạn đúng không? Hoặc đánh dài hơn, có thể đánh ngắn hạn đánh theo tháng, thì em nghĩ là chúng ta vẫn nên nắm giữ được nhé, nắm giữ được và cho nó tích lũy trở lại đây. Có thể lên đây nó sẽ rung lắc tích lũy lại và nó tiếp tục, nó sẽ phá những cái vùng đỉnh này và đi lên tiếp nhé, khi mà kỳ vọng sóng bất động sản giai đoạn hiện tại là đang có nhé, đúng không? Thì với những chị đang có lợi nhuận thì chắc chắn là chúng ta sẽ không để cho lợi nhuận nó mất được đúng không ạ, chúng ta sẽ nâng dần cái lợi nhuận lên. Đấy, đầu tiên là quá trình này chúng ta sẽ nâng cái lợi nhuận ở cái vùng stop loss của chúng ta rời về cái vùng điểm hòa vốn của chúng ta nhé. Thứ hai nữa, chúng ta sẽ đặt những cái mốc chặn lại, ví dụ trường hợp mà giá nó vượt lên được cái vùng đỉnh này đúng không ạ, vượt lên vùng đỉnh này test lại khối lượng kiệt cho nó hướng về những vùng đỉnh cao hơn, thì chúng ta sẽ đặt những cái vùng chặn lãi ở đây, một đây
không ạ? Khi nó vượt đỉnh này thì nó sẽ đặt đây. Đấy. Còn khi mà nó chưa vượt được thì chúng ta sẽ đặt ở lại cái vùng đỉnh thấp gần nhất của nó nhé. Đấy, là cái vùng hỗ trợ gần nhất. Ví dụ như quanh vùng 19.5 chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta sẽ có thể để vùng đáy của 19. Đấy, 19. Đấy. Và trường hợp là nó lên đây nó sẽ không vượt được cái đỉnh này, nó sẽ quay lại test lại. Đúng không? Ở trạng thái ngắn do thấy là khách sạn đang mở ra, chuẩn bị mở ra. Tuy nhiên thì với dòng tiền bắt đầu quay trở lại như vậy thì em nghĩ là chỉ là những nhịp rung lắc, sau đấy nó tiếp tục đi lên nhé. Nên là khi mà việc chúng ta nó giá nó không bứt phá được cái vùng đỉnh này thì nó sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn thôi, sau đấy nó sẽ tiếp tục đi lên đấy. Cho nên là anh chị cũng không cần phải quá lo lắng nhé. Thì còn đối với những chị nào mà đang muốn tham gia cổ phiếu này mà chưa, giai đoạn vừa rồi chưa tham gia được đúng không ạ, thì em nghĩ là có những điểm, có những chiến lược ta tham gia như sau. Thì trường hợp mà cổ phiếu nó lên test lại đỉnh mà không vượt được thì nó có hai trường hợp, đấy là tạo một cái nền đây, nền ngắn ở đây, và đây sau đấy là nó sẽ bùng nổ lên đấy. Thì chúng ta có thể là khi mà nó tạo một cái nền ngắn ở đây, kiệt khối lượng, khối lượng thấp nhé, đúng không, để hấp thụ khối lượng cung ở đây, có khi đến khi kiệt khối lượng, có một phiên chỉ cần một phiên kiệt khối lượng, sau đấy chúng ta sẽ vào một phần đấy nhé. Khi mà nổ lên chúng ta sẽ vào gia tăng thêm đấy. Còn nếu chúng ta đánh muốn đánh margin khi nó vượt cái vùng đỉnh này, chúng ta sẽ full margin nhanh gì đấy. Còn đối với những trường hợp mà nó lên đây test yếu đi đúng không ạ, thì nó điều chỉnh, khi mà khách sạn mở ra chúng ta sẽ chờ là quanh vùng giá 19 đấy, có thể đẹp nhất là quanh giá 18.5 19 là đẹp nhất. Thì với những vùng này chúng ta có thể là chúng ta sẽ tham gia đúng không ạ? Thì với những chị nhìn đấy là MA20 bắt đầu hướng lên, tuy nhiên là chưa cắt lên MA50 nhé. Thì khi mà nó cắt lên đúng không, nó tạo một cái mới 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 tạo được cái xu hướng tốt nhé, đúng không? Chúng ta biết là MA ngắn cắt lên MA dài thì mới tạo được một xu hướng trung dài hạn. Còn đoạn này thì mới là cái MA6, MA10 đây nó cắt lên MA50. Xu hướng ở đây chưa thực sự rõ ràng, cho nên là việc chúng ta chỉ lấy vị thế ở đây thôi nhé. Đấy, ở cái vùng nền này chúng ta chỉ nên lấy vị thế, và khi nó có một cái xu hướng rõ ràng kèm, em nghĩ là khi mà nó vượt đỉnh thì chắc chắn là MA này sẽ cắt lên. Đấy, lúc đấy khi mà nó có xu hướng rõ ràng thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta sẽ gia tăng thêm tỷ trọng nhé. Đấy, thì chờ cho em vùng quanh giá 18 đến 19 này, 18 đến 5 19 này chúng ta có thể cân nhắc. Còn trường hợp mà nó không tạo nền đây, nó bứt phát lên khỏi cái vùng nền này đúng không? Nó test lại thì chúng ta chờ những cái điểm test lại kiệt khối lượng đây, chúng ta sẽ vào một phần nhé. Trường hợp mà nó vượt lên đây này, đúng không ạ, test lại này, thì kiệt khối lượng chúng ta sẽ vào đây một phần và chờ khi mà nó vượt lên cái đỉnh này. Đấy, test lại đây thì chúng ta sẽ gia tăng thêm một phần này, lúc này chúng ta sẽ gia tăng full margin ở vùng này luôn nhé. Đấy, thì cái target của chúng ta ngắn hạn chúng ta đưa ra là ít nhất là vùng 25 nhé, trước mắt là vùng 25 nhanh gì. À, khi mà vượt cái đỉnh này chúng ta sẽ hướng vùng 25 nhé, còn hiện tại thì nó là vùng 22 đấy, 20 này, 20 chắc chắn khả năng mình sẽ vượt được, còn 22 này. Hai có thể là sẽ rung lắc lớn hơn, nó phải cần tạo một cái nền khá lâu hơn, tuy nhiên sau đấy nó sẽ vượt rồi đấy. Thì đây là với những cổ phiếu chiến lược mua đối với cổ phiếu đế cờ đối với anh chị nào quan tâm. Còn việc nắm giữ cổ phiếu này thì em đã phân tích cho anh chị rồi, ở trước đấy rồi đúng không ạ, anh chị có thể là xem đấy cũng như một góc nhìn tham khảo nhé. Đấy, con này thì em nghĩ là dư địa của nó vẫn đang còn rất lớn nhé. Đấy, nó mới bắt đầu đi đây, nó còn chưa vượt được cái vùng tích lũy này, là có nghĩa là vẫn nằm ở cái vùng chân sóng, và chỉ cần dòng tiền vào đẩy mạnh thì ở thời điểm sau chúng ta thấy là khi mà chúng ta đã vào đúng điểm chúng ta nên nắm giữ, đúng không ạ? Chúng ta chỉ chốt lời một phần thôi khi mà cổ phiếu có thể lên đến 20-30% gì đấy. Ok, thì đây là việc đây là cái những cái chiến lược chúng ta phân tích đối với cổ phiếu DG nha anh chị. Đấy, thì video của em đến đây là kết thúc, thì cảm ơn anh chị đã theo dõi em trong video ngày hôm nay, thì chúc anh chị có một cái buổi tối vui vẻ cũng như là những phiên giao dịch tới tuần sau là thành công hiệu quả anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều.